LG V50 ThinQ, Samsung Galaxy S10 5G, đâu sẽ là sản phẩm sách tay mang lại cho chúng ta khả năng chơi game tốt hơn? Chúng ta hãy cùng làm rõ trong số 3 phút gaming số thứ 37 ngày hôm nay. Lý do mà mình muốn mang đến cho các bạn hai sản phẩm này thì có lẽ là mình muốn giới thiệu về cái chiếc LG V50 ThinQ nhiều hơn là để so sánh nó với chiếc Samsung Galaxy S10 5G. Tuy nhiên, sau khi mà mình có tham khảo giá thì mình thấy rằng là hai chiếc điện thoại này đang có mức giá khá là tương đồng với nhau. Và với chiếc LG V50 ThinQ thì các bạn cũng sẽ có một cái mức giá nó đâu đó khoảng 15-16 triệu đồng. Và nếu như các bạn nhìn lên cái mức giá nó cao hơn khoảng là từ 1 đến 1 triệu rưỡi thì các bạn sẽ có một chiếc điện thoại, đó chính là chiếc Samsung Galaxy S10 5G, và nó có mức giá là khoảng 16-17 triệu đồng. Và hai sản phẩm này thì các bạn đều có thể thấy rồi, trên màn hình thì mình đều tham khảo ở XT Mobile. Nếu các bạn đang quan tâm đến một trong hai chiếc này, đừng quên truy cập vào đường link bán hàng của XT Mobile mình để ngay trong phần mô tả. Vậy thì đâu sẽ là sản phẩm điện thoại ngon hơn trong cái kèo là chỉ chơi game thôi? Chúng ta cùng làm rõ trong 3 phút sau đây. Và trước khi bắt đầu test thì mình cũng đã có bật mắt lên cấu hình của hai máy HDR và cái chế độ khung hình là cao nhất. Và kèm theo là mình cũng đã bật khử răng cưa và bật đổ bóng, tắt cái chế độ tự động giảm đồ họa, tắt tất cả các kết nối linh tinh khác, mắc sáng, mắc loa và điện thoại. Và như vậy là mình đã chơi xong 3 phút với cái tựa game là PUBG Mobile với cả hai chiếc điện thoại này. Và chúng ta đã có một cái kết quả mình thấy là cũng khá là nên cân nhắc nếu như bạn đang phân vân giữa hai chiếc máy này trong cái nhu cầu là try hard gaming. Ok, chúng ta sẽ cùng đi đến cái phần đầu tiên, đó chính là về cái khả năng thể hiện đồ họa. Thì các bạn biết rồi, hai chiếc máy này thì chiếc LG V50 thì chúng ta sẽ có đây là có chip Snapdragon 855. Trong khi đó chiếc S10 5G các bạn sẽ chỉ có con chip là Exynos 9820 mà thôi. Một con là 7 nanomet, một con là 8 nanomet, một con chạy Adreno, một con chạy GPU Mali. Thì chắc chắn là trong cái quá trình mình chơi mình sẽ thấy là có sự khác biệt nhỏ nhỏ về cái mặt đồ họa. Khi mà chiếc S10 5G các bạn sẽ thấy nó mờ hơn một xíu nhẹ. Thực ra cái điểm này mình thấy là các bạn sẽ không nhận ra đâu, nhưng mà nếu các bạn chơi hai chiếc điện thoại cùng một lúc với nhau thì các bạn sẽ thấy cái điều này rất là rõ rệt. Nếu như vậy thôi thì mình sẽ chấm cả hai chiếc máy trong tiêu chí này hòa. Thế nhưng mà mình trong cái quá trình mình chơi thì mình thấy rằng là cái chiếc S10 5G của chúng ta tối ưu rất là kém cho những cái tựa game như thế này. Cái điều này nó đã từng xảy ra với chiếc Samsung Galaxy S10 Plus trước đó rồi, khi mà mình có so sánh với chiếc Huawei P30 Pro. Thì rất là nhiều người cũng đồng tình với mình là cái chiếc điện thoại này nếu mà chơi PUBG cũng như là một vài tựa game khác thì nó giật khá là nhiều. Thế nên trong phần đầu tiên thì mình sẽ thẳng tay chấm cái chiếc S10 5G chúng ta thua. Ở tiêu chí thứ hai, đó chính là khả năng hậu thuẫn cũng như cầm nắm khi chơi game. Thì ở trong phần này mình thấy là khi mà các bạn cầm nắm với chiếc LG V50 thì chúng ta sẽ thấy nó êm tay hơn đáng kể. Bởi vì các bạn nếu mà cầm hai chiếc điện thoại lên sẽ thấy rằng là cái sự gia công của sản phẩm đến từ LG là nó tốt hơn đáng kể. Mọi thứ, mọi chi tiết liền mạch hơn, mặt trước mặt sau với cả cái phần viền này nó ăn khớp hơn và nó mang lại cho chúng ta cảm giác ôm tay rất là tuyệt vời. Tuy nhiên đó là tất cả những gì mình cảm thấy tuyệt vời ở trên chiếc LG V50 ThinQ. Còn lại toàn bộ những thứ ví dụ như là độ lớn về màn hình, độ sáng về màn hình, độ sắc nét về màn hình với cả cái hậu thuẫn về loa thì nó đều thua so với chiếc S10 5G. Còn chưa kể mình nói với các bạn là cái chiếc S10 5G này chúng ta có bộ loa stereo rất là ngon. Trong khi đó bộ loa stereo của chiếc LG V50 ThinQ thì nó cứ tập tịt sao, các bạn bịt một cái loa bên này lại thì cái loa phụ các bạn phát ra nó gọi là cho có thôi, còn thực sự rất là tệ. Thế nên trong phần thứ hai này thì mình chấm chiếc S10 5G chúng ta chiến thắng. Ở trong tiêu chí cuối cùng, đó chính là về phần nhiệt độ, thì các bạn đều có thể thấy rằng là cả hai chiếc điện thoại đều có nhiệt độ khá là tương đồng với nhau. Tuy nhiên để nếu các bạn xét một cách thật là kỹ lưỡng hơn thì các bạn đều có thể thấy trên bảng đồ đo nhiệt của mình thì cái chiếc LG V50 của mình đều nóng hơn. Nó có phần duy nhất là phần mặt lưng là nó nóng bằng nhau thôi, nhưng mà tuy nhiên trong quá trình mình chơi thì cái phần diện tích tỏa nhiệt của chiếc LG V50 ThinQ là nhiều hơn đáng kể và nó khiến cho tay mình nóng lên. Ở trong cái nhiệt độ phòng là khoảng 25-26 độ thì các bạn đều thấy rằng là cái nhiệt độ của LG V50 ThinQ đều nóng hơn, nó chỉ có duy nhất cái phần mặt lưng là tương đồng với nhau thôi. Kể cả về cái cảm giác nóng lên ở tay
Kể cả cái phần mình đo bằng cái thiết bị đo nhiệt chuyên dụng thì các bạn đều có thể thấy rằng là cái chiếc V50 của mình nó nóng hơn, và mình sẽ chấm cái chiếc Samsung Galaxy S10 5G chiến thắng. Ở tiêu chí cuối cùng thì mình chỉ mang đây cho các bạn tham khảo thôi, thì mặc dù cái chiếc LG V50 có dung lượng pin thấp hơn, thế nhưng mà sau 3 phút chơi game chúng ta vẫn còn là 92%, trong khi cái chiếc Samsung Galaxy S10 5G chúng ta còn chỉ là 87% mà thôi. Mình nghĩ là cái phần này chúng ta sẽ cần phải tham khảo nhiều cái bài đánh giá chi tiết hơn về pin hơn là một bài 3 phút gaming đơn thuần. Như vậy là mình đã hoàn thành xong cái bài 3 phút gaming chúng ta giữa hai chiếc là Samsung Galaxy S10 5G và chiếc LG V50 ThinQ, thì các bạn đều có thể thấy rằng là chúng ta sẽ có tỷ số là 2-1 thiên về cái chiếc Samsung Galaxy S10 5G. Tuy nhiên thì mình lại đưa ra một cái kết luận như thế này: với bạn nào đang thực sự cần một cảm giác gaming thoải mái mà không quan tâm quá nhiều đến màn hình, không quan tâm quá nhiều đến loa, các bạn là người sử dụng trong nhà nhiều thì các bạn nên lựa chọn chiếc LG V50. Còn nếu như bạn là một người di chuyển nhiều, đi nhiều nơi và chơi game ở ngoài trời nhiều, cần sự hậu thuẫn về màn hình lớn, màn hình sáng hơn, loa to hơn, thì chiếc Samsung Galaxy S10 5G sẽ phù hợp với bạn. Tuy nhiên là một phần đó là nếu như các bạn không thích một tựa game nó đôi khi bị giật thì các bạn không nên chọn chiếc S10 5G một chút nào. Mình mong là trong tương lai nhà sản xuất sẽ fix được cái lỗi này. Còn trong hiện tại thì nếu các bạn muốn một tựa game thực sự mượt thì các bạn không nên chọn chiếc S10 5G. Các bạn nghĩ sao? Đừng quên để lại ý kiến comment phía bên dưới, và các bạn nên nhớ rằng cả hai chiếc điện thoại này đều đang được bán tại XC Mobile. Đặc biệt là cái chiếc S10 5G cũng như là chiếc V50 ThinQ thì đang mức giá cũng xem với nhau. Mình để trong phần mô tả cho các bạn có thể truy cập một cách nhanh nhất nhá. Các bạn thấy hay bấm like, bấm subscribe, bấm chuông cho kênh YouTube của Lab để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Đâu sẽ là sản phẩm sách tay mang lại chúng ta chẳng... Đâu sẽ là sản phẩm... lại.